Tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, nơi có hàng chục hecta trồng đu đủ các loại, nằm cạnh sông Trà Khúc nên có nguồn nước dồi dào, ngay cả mùa nắng nóng vẫn có nước tưới thường xuyên. Do vậy, nơi đây trở thành vựa rau củ quả lớn nhất nhì của tỉnh Quảng Ngãi, phân phối đi khắp các tỉnh miền Trung, miền Nam. Tháng 7 hàng năm, nông dân ở nơi đây bước vào vụ đu đủ. Đây là thời điểm đu đủ chiếu trái, mỗi cây có đến hàng chục quả chít chít với những trái khổng lồ nặng lên đến 5 kg. Với diện tích 1.000 m², có thể trồng được 300 cây đu đủ lùn cao sản. Loại đu đủ này chỉ cao tầm 2-2,5 m nhưng trái sung xuê. Mỗi đợt có thể thu hoạch được hơn 1.000 trái đu đủ, mỗi tháng thu hoạch 2 đợt. Kéo dài đến hết năm, mỗi cây có thể cho ra 30 quả trên một đợt. Hiện tại giá bán đu đủ xanh khoảng 4.000 đồng 1 kg. Khi đu đủ lùn chín thì giá dao động từ 10 đến 12.000 đồng 1 kg, cao nhất là 14.000 đồng 1 kg. Người dân thường bán theo số lượng quả, với 10 quả đu đủ có giá bán hơn 200.000 đồng. Chỉ cần 300 cây đu đủ mỗi năm thu hoạch từ ruộng đu đủ có thể kiếm lãi 40 triệu đồng trên một năm. Chăm đu đủ rất dễ, lại nhàn hơn làm rau, nên ở Nghệ Hà chỉ cần có đất thì nông dân đều dành ít để trồng đu đủ. Người dân ở đây trồng đu đủ được xem là trái dành để ăn trong mùa mưa. Khi đó, những loại rau như xà lách, rau muống không thể trồng được vì mưa. Nhưng ngược lại, thời tiết đó lại rất thích hợp để cây đu đủ phát triển tốt. Chỉ khi bão đến thì cây đu đủ mới đổ ngã. Nhưng khi bão qua, những quả đu đủ vẫn được tận thu để bán. Các giống đu đủ được trồng ở Quảng Ngãi bao gồm các giống đu đủ ta, đu đủ lùn cao sản Thái Lan, đu đủ ruột đỏ Ấn Độ. Thường thì cây đu đủ ta khá là cao. Sau nhiều thời gian mày mò nghiên cứu, anh Lê Minh Bảy ở thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi đã tìm ra cách hám chiều cao cây đu đủ truyền thống bằng cách ngắt dây cọc của cây đu đủ trước khi đem đi trồng. Bí quyết giúp cho cây đu đủ tăng trưởng nhanh và sạch bệnh. Đầu tiên là phải xới đất cho xốp, lên liếp hoặc đắp mô. Kế đến là món lót vôi, lân, kali cộng thêm với phân chuồng, hoa trước khi trồng. Đu đủ ưa đất nặng, cao ráo và ánh nắng. Ánh nắng rất quan trọng đối với cây đu đủ. Nếu thiếu ánh sáng, cây sẽ chậm phát triển, dễ bị bệnh, trái không sai và không to. Khi cây giống được 4-5 lá, cao tầm khoảng 15-20 cm thì bắt đầu trồng xuống đất. Thông thường một cây đu đủ trồng đạt yêu cầu có thể cho trái từ tháng thứ 7 và kéo dài liên tục từ 7 tháng đến 1 năm sau mới chấm dứt. Các nhà vườn phải theo dõi thường xuyên đường thoát nước, dùng cây chống đỡ gió báo một cách an toàn và thường xuyên cắt bỏ những trái không đạt chất lượng. Có như vậy trái mới to và năng suất cao.